Chào mừng các bạn đến với kênh HV Channel. Hôm nay, Hồng Vũ Center sẽ thực hiện video hướng dẫn sửa chữa MacBook Pro Retina 15 inch 2013 nói riêng và 2014-2015 nói chung. Thì ở trường hợp này, thì chiếc MacBook Pro Retina này nó bị tình trạng là mất nguồn các bạn. Thì mất nguồn mình sẽ phân ra làm hai loại. Thứ nhất là mất nguồn DC, nguồn đầu vào. Thứ hai là mất nguồn thứ cấp. Thì chúng ta nói chung là mất nguồn. Thì quy trình mainboard mà MacBook nó chạy thì chúng ta phải kiểm tra. Chúng ta sẽ đo nguồn DC, nguồn đầu vào. Và nó sẽ có trên toàn main, tức là nguồn DC. Ví dụ nguồn của MacBook nó xài 18.5V vân vân, hay 11.mấy V, 11.5. Thì nói chung là nguồn DC cấp vào thì chúng ta sẽ kiểm tra đầy đủ, đo đạc trên mainboard thì nó có nguồn chính này. Thì ngoài ra thì nó có hai nguồn nữa, là chúng ta đo các cuộn dây thì nó sẽ có nguồn 3V và nguồn 5V. Sau đó chúng ta sẽ đo các khu vực như CPU thì nó sẽ có nguồn CPU, nguồn chip, nguồn RAM, vân vân. Thì chúng ta đo đạt trên mainboard. Nếu một mainboard nó chạy thì nó có đủ điều kiện cần và điều kiện đủ, tức là nguồn sơ cấp và nguồn thứ cấp đều đầy đủ. Trong trường hợp mainboard bị mất nguồn nói riêng hay mất nguồn thứ cấp thì chúng ta sẽ đo đạt trên mainboard, thì chúng ta sẽ không có được là một là nó sẽ một số trường hợp là mất nguồn sơ cấp luôn, tức là mất nguồn DC, một số trường hợp mất nguồn thứ cấp, một số trường hợp là nó bị chạm nguồn. Thì chúng ta sẽ tiến hành bằng phương pháp điện tử, chúng ta sẽ kiểm tra đo. Thì quy trình kiểm tra đo nguồn của các dòng MacBook Pro đời này thì chúng ta sẽ kiểm tra nguồn DC cấp vào trước. Nếu nguồn DC có vào thì chúng ta sẽ kích nguồn, nếu kích nguồn không được tức là nó mất nguồn thứ cấp thì chúng ta sẽ kiểm tra các nguồn thứ cấp. Thì nguồn thứ cấp nó liên quan nhiều nhất là tới IC và IO các bạn. Thì chúng ta chú ý vào các vấn đề đó thì chúng ta có thể sửa được cơ bản các dòng MacBook Pro Retina 2013, 2014, 2015, 15 inch này một cách chuyên nghiệp. Hồng Vũ Center chúc các bạn xem video và có kiến thức cơ bản về dòng MacBook Pro Retina 15 inch 2013, 14, 15. Chúc các bạn xem video vui. Sao?